Giá Doge có thể tăng gấp đôi nhờ Elon Musk. Bộ phận Metaverse của Facebook lỗ gần 3 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm 2022. Cựu CEO Bitmax, Bitcoin sẽ đạt 1 triệu đô la trong 8 năm tới. Sky Mavis công bố kế hoạch cải tổ toàn diện Ronin sau vụ hack 622 triệu đô la. Nguồn cung Terra giảm xuống mức thấp nhất lịch sử, động lực tăng giá cho Luna vẫn còn. Một sàn giao dịch crypto chuẩn bị đầu tư 70 triệu bảng Anh vào Liverpool FC, 5 đồng tiền điện tử phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Khách Huy xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình MetaKey News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi cùng với những xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Doge có phản ứng tăng giá tích cực sau tin tức Elon Musk thỏa thuận thành công trong việc mua lại toàn bộ mạng xã hội Twitter. Có thể giá Doge chưa dừng lại ở đó. Những tin tức về thương vụ này sẽ không dừng lại tại đây. Với đặc tính là một meme coin, Doge có đủ tiềm năng để được hype, thậm chí là có thể nhân 2 trong thời gian tới. Đây là một sự đột biến khối lượng đáng kể nhất đối với một trong những altcoin trong bối cảnh thị trường liên tục suy giảm trong những ngày qua. Điều này tạo tiền đề cho khả năng Doge hoàn toàn có thể ngược dòng thị trường và chiếm sóng khi những tin tức về thương vụ trên tiếp tục được tung ra trong tuần này hoặc tuần tới. Nếu Doge tăng chỉ vì là tăng vì hiệu ứng của Elon Musk chứ không phải vì tình trạng dòng vốn chung tăng lúc này. Với cách tăng giá này, giá của Doge có thể pump and dump mạnh sau đó. Đây cũng là cách tăng kinh điển của Doge dựa vào nhiều bài học trong quá khứ. MACDH đang thể hiện tín hiệu tích cực. Giá Doge có thể bị FOMO đến vùng 0,3 đô la trong tương lai gần. Bộ phận phát triển của Metaverse trên Meta là tên mới của Facebook đã báo cáo lỗ 2,9 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm 2022. Reality Labs là đơn vị phát triển Metaverse và thực tế ảo cho Meta ghi nhận mức thâm hụt gần 2,9 tỷ đô la trong báo cáo tài chính ở quý 1 năm 2022. Reality Labs trong năm 2021 cũng đã có báo cáo mức lỗ là 10,2 tỷ đô la, chi tiêu tập trung cho các mảng lương thưởng nhân sự, nghiên cứu và phát triển và chi phí bán hàng. CEO Meta Mark Zuckerberg trấn an nhà đầu tư rằng chiến lược Metaverse của công ty là dài hạn, đang đặt ra nền móng cho thập niên 2030 phát triển bùng nổ. Ông Zuckerberg tiết lộ thêm rằng Meta sẽ tung ra phiên bản web của ứng dụng Metaverse Horizon Worlds trong năm nay, sau đó là phiên bản hỗ trợ các thiết bị thực tế ảo đi kèm. Horizon Worlds là mới đây đã gây tranh cãi khi dự định để thu phí nhà sáng tạo nội dung đến 47,5%, dù trước đó đã chỉ trích mức phí là 30% của Apple Store. Theo các kênh truyền thông nước ngoài, nội bộ của Meta được cho là đang có sự chia rẽ gay gắt khi nhiều nhân viên tỏ thái độ không đồng tình trước sự ám ảnh cực độ mà giám đốc Mark Zuckerberg dành cho Metaverse. Cựu CEO của Bitmax, Arthur Hayes, tin rằng giá của Bitcoin có thể lên đến 1 triệu đô la Mỹ trong năm 2030 trong một bài đăng trên blog Medium được xuất bản gần đây. Trong khi đó, giá vàng có thể tăng lên tới 20.000 đô la, Hayes nói. Hayes nói rằng sự gia tăng siêu tốc của Bitcoin từ không lên một loại tài sản nghìn tỷ đô la đã dẫn đến sự xuất hiện của cái gọi là văn hóa hold. Tuy nhiên, Bitcoin phải tìm các trường hợp sử dụng vì các thợ đào sẽ không thể tạo ra phần thưởng sau khi tất cả các đồng tiền được khai thác. Do đó, họ sẽ phải dựa vào phí giao dịch. Nếu không có giao dịch, hash rate của mạng sẽ giảm xuống không, khiến cho Bitcoin trở nên vô giá trị. Trong khi Hayes lạc quan trong dài hạn, thì ông lại giảm mạnh trong ngắn hạn. Ông đã dự đoán rằng giá của Bitcoin có thể trượt xuống dưới ngưỡng 30.000 đô la vào cuối quý 2 do chính sách thắt chặt mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Hayes cũng tin rằng các altcoin có thể giảm hơn đến 90%. Trong một tháng sau vụ tấn công vào Ronin, Sky Mavis đã đăng tải kế hoạch cải tổ lại mạng lưới này để ngăn cản các sự cố bảo mật tương tự trong tương lai. Trong bài đăng mới nhất, Sky Mavis, đơn vị phát triển đứng sau của AC Infinity là Ronin, thừa nhận vụ tấn công thực chất đã diễn ra vào ngày 23 tháng 3, nhưng mãi đến ngày 29 tháng 3 mới được phát hiện vì Ronin không có cơ chế báo cáo dòng tiền đổ ra lớn bất thường. Để tránh được điều tương tự cho xảy ra trong tương lai, Sky Mavis đã công bố lộ trình cải tổ Ronin trong thời gian tới, bao gồm các điểm đáng chú ý như sau. Hợp tác với các đơn vị bảo mật để tiếp tục rà soát lỗ hổng tiềm năng trên Ronin. Tăng số lượng node Ronin trong 3 tháng tới lên 21 node, với mục tiêu là trong tương lai là 100 node.
áp dụng các quy định nội bộ nghiêm ngặt hơn, tiến hành kiểm toán Ronin, xây dựng Sky Mavis thành một tổ chức Zero Trust sử dụng mã lập trình để xác minh mọi hoạt động, triển khai phần thưởng Bug Bounty. Sky Mavis cho biết sẽ mở lại cầu nối Ronin vào cuối hoặc giữa tháng 5 sau khi đã chắc chắn tất cả các yếu tố kỹ thuật và bảo mật đều đã sẵn sàng. Nguồn cung của Terra, gọi tắt là Luna, đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, tạo nên một động lực quan trọng giúp thúc đẩy giá token bất chấp những lo ngại về tính bền vững trong mô hình hoạt động của giao thức. Cụ thể, theo số liệu ghi nhận tính đến ngày 28 tháng 4, nguồn cung lưu hành của Luna đã giảm xuống mức là 346 triệu token, giảm từ 355 triệu một tháng trước đó và mức cao là 482 triệu vào tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, tổng nguồn có sẵn trên thị trường không bị khóa để stake lần đầu tiên giảm xuống còn 90 triệu. Khi UST trên 1 USD, Luna được đốt thành UST. Tương tự, nếu nhu cầu đối với UST thấp và giá giảm xuống dưới 1 đô la, thì UST sẽ bị thiêu hủy để tạo ra Luna. Nhằm gia tăng thêm tính hấp dẫn tiện ích cho nền tảng, Terra còn cho phép người dùng gửi tiết kiệm UST trên giao thức cho vay hàng đầu của mình là Anchor Protocol với lãi suất hàng năm lên đến số 20%. Tuy nhiên, điều này không làm cho Luna trở thành một tài sản giảm phát. Giả sử nếu hoạt động của UST suy yếu và các nhà đầu tư bỏ chạy khỏi hệ sinh thái Terra, UST sẽ bị đốt để giữ giá cố định, từ đó làm loãng nguồn cung của Luna dẫn đến giảm giá. Mặt khác, về việc giải quyết bài toán tài chính dài hạn cùng lãi suất 20% trên Anchor Protocol cũng là vấn đề hóc búa với Terra. Do đó, nhiều nhà phân tích kỳ cựu trên thị trường phần lớn đều cho rằng tốc độ tăng trưởng của Terra không thể là bền vững. Đội bóng Premier League Liverpool FC đang đàm phán về việc tài trợ áo đấu chính với một loạt các công ty trong lĩnh vực điện tử, truyền thông và du lịch, bao gồm cả một sàn giao dịch crypto giấu tên. Thỏa thuận với nhà tài trợ áo đấu chính hiện tại của Liverpool FC là Standard Chartered sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm 2022-2023. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra để mở rộng thỏa thuận hiện có này. Standard Chartered là nhà tài trợ áo đấu chính thức của Liverpool FC từ năm 2010. Sau khi đàm phán lại vào năm 2019, thì hợp đồng hiện tại trị giá là 40 triệu bảng, tương đương với 51 triệu đô la Mỹ mỗi mùa. Trước khi đàm phán lại, Standard Chartered đã phải trả 20 triệu bảng, tương đương với 25,5 triệu đô la cho mỗi mùa. Trong khi đó, các tin đồn và thỏa thuận với sàn giao dịch crypto này trị giá lên tới 70 triệu bảng Anh, tức là 89 triệu đô la trong hai mùa giải. Có rất nhiều suy đoán về việc sàn giao dịch crypto chưa xác định đó là ai, nhưng theo một số nguồn tin vào năm 2019 thì CEO của Binance là Trang Phương Trao đã nhận được lời mời từ Liverpool FC để thảo luận về các cơ hội hợp tác. Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc là Upbit, Bitthumb, Coinwan và Corbit đã tiến hành một nghiên cứu để xác định tài sản kỹ thuật số nào hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư Hàn Quốc được cho là sở hữu số Bitcoin trị giá hơn 5 tỷ đô la. Ripple là tài sản kỹ thuật số phổ biến thứ hai khi người dân nước này nắm giữ gần 4,8 tỷ đô la. Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về Ethereum và Cardano. Các nhà đầu tư sở hữu khoảng 4,5 tỷ đô la Ethereum và gần 1 tỷ đô la trong Cardano. Memecoin Dogecoin chiếm vị trí thứ 5 với gần 900 triệu đô la Doge được người Hàn Quốc nắm giữ. Báo cáo lưu ý rằng các nhà đầu tư Hàn Quốc đã giao dịch hơn 7.000 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt năm 2021 và con số này nhiều hơn toàn bộ số tiền được giao dịch trên chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp của Hàn Quốc và các giao dịch trên Kosdaq. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình MetaKey News của chúng tôi ngày hôm nay. Khánh Nguyên chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình MetaKey News vào lúc 20 giờ hàng ngày trên hệ thống của Facebook, YouTube và TikTok MetaKey. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.